15. Biến luật pháp thành vũ khí có lợi cho mình. Do chịu ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, nên thương nhân Do Thái một mặt kế thừa truyền thống coi trọng pháp luật của dân tộc Do Thái. Họ am hiểu và nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Mặt khác, họ lại thường tận dụng pháp luật ở mức độ lớn nhất, coi pháp luật là thứ vũ khí có thể giúp họ kiếm tiền. Tận dụng kẽ hở của pháp luật. Biết cách tận dụng kẽ hở của pháp luật là sở trường của người Do Thái. Xưa nay, người Do Thái nghiên cứu rất sâu về pháp luật để tìm kiếm lợi ích cho mình từ kẽ hở của pháp luật. Một phú ông sắp qua đời, nhưng người con trai duy nhất của ông ở xa không kịp về. Chỉ có một người nô lệ ở bên mình. Ông bèn lập di chúc: sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi thuộc về quyền sở hữu của nô lệ. Còn con trai tôi có thể chọn sở hữu bất kỳ thứ gì. Người con trai trở về, nhìn thấy di chúc thì đau đớn nói: sao cha lại giao toàn bộ tài sản cho tên nô lệ mà chỉ để lại cho tôi một thứ? Anh ta nghĩ mãi không hiểu, bèn đến thỉnh giáo Rabbi trong thôn. Rabbi nghe xong mỉm cười bảo: cha của anh thông minh lắm, ông ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho anh đấy. Anh hãy đọc kỹ di chúc mà xem. Con trai của phú ông ngẫm nghĩ kỹ, rồi chợt vỡ lẽ: thì ra cha lo mình mất đi, tên nô lệ sẽ ôm tài sản bỏ trốn nên mới giao toàn bộ tài sản cho hắn. Hơn nữa, cha cũng định liệu rằng khi con trai về, chỉ cần chọn lấy tên nô lệ ấy là sẽ nhận lại được toàn bộ gia sản. Vì theo thông lệ trong xã hội thời bấy giờ, toàn bộ tài sản của nô lệ đều thuộc về chủ nhân. Đây là điều ai cũng biết mà không cần phải nói rõ. Như thế, chỉ cần tiền đề thay đổi, con trai ông chọn sở hữu tên nô lệ thì mục đích của người cha này sẽ đạt được mà không vi phạm pháp luật. Gia tộc Rockefeller có rất nhiều câu chuyện về việc lách luật. Một trong số đó là lách luật để đặt ống dầu. Rockefeller muốn độc chiếm tài nguyên dầu mỏ trên toàn nước Mỹ, nhưng đối mặt với một trở ngại lớn là công ty Tidewater đã đặt một đường ống dẫn dầu từ nơi sản xuất dầu đến tận kho dầu ở gần hồ Ontario. Điều này tạo sự đe dọa rất lớn đối với Rockefeller. Không loại bỏ đường ống dầu này thì ông ăn ngủ không yên. Rockefeller muốn đặt một đường ống dầu song song với nó, nhưng đường ống dầu phải đi qua địa phận Bahrain, mà Bahrain thuộc phạm vi thế lực của công ty Tidewater. Hơn nữa, công ty Tidewater từ lâu đã thúc giục nghị viện thông qua một nghị quyết tuyên bố ngoài đường ống dầu đã đặt xong, không cho phép các đường ống dầu khác đi qua địa phận vùng này. Đây là một vấn đề hết sức khó khăn. Rockefeller đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một diệu kế. Trong một đêm không trăng, phía đông bắc Bahrain bất chợt xuất hiện một đám người cầm xẻng ra sức đào đất khơi rãnh, nhanh chóng chôn ống dẫn dầu xuống rồi lắp lại. Trời chưa sáng họ đã làm xong. Ngày hôm sau, người ta phát hiện công ty dầu mỏ Popiel đã đặt một đường ống dầu dẫn dầu ở Bahrain. Chính quyền địa phương chuẩn bị khởi kiện Rockefeller. Sự việc này đã gây chấn động báo giới. Cánh phóng viên kéo nhau đến săn tin. Thế là Rockefeller tổ chức một cuộc họp báo. Trong cuộc họp báo, ông nói: nghị quyết của nghị viện địa phương quy định, ngoài đường ống dầu đã đặt xong, không cho phép các đường ống dầu khác đi qua địa phận. Hy vọng mọi người đến hiện trường quan sát để xem đường ống dầu của công ty dầu mỏ Mobil đã đặt xong chưa. Nghị viện địa phương tự biết nghị quyết không ghi rõ ràng nên sẽ bị lách kẽ hở, chẳng thể làm gì, đành cho qua. Mục đích của công ty dầu mỏ Mobil cũng đã đạt được. Các thí dụ nêu trên cho thấy bất kỳ luật pháp nào cũng có kẽ hở. Thế nhưng kẽ hở này dành cho những người thông minh và hiểu rõ luật. Do đó, đối với người kinh doanh, nghiên cứu luật pháp là điều rất cần thiết. Tránh thuế hợp pháp.
tuyệt đối không trốn thuế là một câu cách ngôn trong kinh doanh của người Do Thái, thể hiện ý thức nộp thuế mạnh mẽ của họ. Giả sử một người đi du lịch từ hải ngoại trở về, giấu kim cương trong giày hoặc một chỗ khác để không phải nộp thuế, hơn nữa thật sự đã che mắt được nhân viên hải quan, thì người Do Thái biết được sẽ nói: những đồ trang sức như kim cương, mức thuế thường không quá 8%, nộp thuế theo luật pháp, đàng hoàng nhập cảnh, chỉ cần nâng giá 18% là kiếm được 10% lợi nhuận. Vấn đề rất đơn giản, lẽ nào 8% tiền thuế có thể mua được lương tâm của một con người? Nộp thuế là giao ước thiêng liêng được lập với nhà nước, người Do Thái nói, dù xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng đều phải thực hiện giao ước. Trốn thuế, lậu thuế là việc làm không thể tha thứ. Việc trốn thuế, lậu thuế thường không được người Do Thái đồng tình. Thế nhưng, để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, họ cũng tìm cách xử lý vấn đề thuế, đó là tránh thuế một cách hợp pháp. Người Do Thái đúc kết ra hàng loạt biện pháp tránh thuế hợp pháp. Họ có những nhận thức như sau về việc tránh thuế hợp pháp. Tránh thuế hợp pháp là sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Tránh thuế hợp pháp là sự sắp xếp khôn khéo về thời gian, địa điểm, phương thức kinh doanh. Tránh thuế hợp pháp là sự vận dụng linh hoạt phương pháp kế toán. Tránh thuế hợp pháp thể hiện trình độ quản lý của người ra quyết sách. Cách thức tránh thuế của người Do Thái như sau: làm cho hành vi tránh thuế xảy ra trong giới hạn cho phép của pháp luật. Khéo léo sắp xếp hoạt động kinh doanh. Cố gắng làm cho hành vi tránh thuế có cả tính linh hoạt và tính nguyên tắc. Hành vi tránh thuế được triển khai xoay quanh việc giảm giá sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp. Cách thức tránh thuế của thương nhân Do Thái thường rất thông minh. Về điều này, một quan chức thuế vụ quản lý khối doanh nghiệp nhà nước ở New York đã đánh giá như sau: tránh thuế hợp pháp khiến pháp luật im lặng, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Ở nước ngoài, lương của chủ tịch hội đồng quản trị rất cao, thường gấp 50 lần lương tháng bình quân của nhân viên. Nhưng mức lương cao đồng nghĩa đóng thuế cũng cao. Trong tình huống này, người Do Thái thường áp dụng hai biện pháp. Một là cố gắng mua được quốc tịch của một nước có mức thuế thấp, thí dụ quốc tịch Liechtenstein. Hai là làm chủ tịch hội đồng quản trị lương thấp để nộp thuế ít hơn. Còn về thiệt hại mà mức lương thấp mang lại thì sẽ được bù đắp bằng các phương thức khác. Một doanh nhân Do Thái quốc tịch Mỹ đã từng nhập quốc tịch Liechtenstein nhằm né thuế. Ông ta đặt trụ sở công ty ở Liechtenstein, lập văn phòng ở New York, kiếm tiền ở Mỹ nhưng lại không phải nộp các loại thuế ở Mỹ, mà chỉ phải đóng 90.000 đô la Mỹ một năm cho Liechtenstein. Ông ta đã kiếm được lợi nhuận lớn nhất với tiền thuế ít nhất. Thế nhưng, người Do Thái cho rằng tránh thuế không nên là mục đích căn bản của người kinh doanh. Cho dù là một người tránh thuế tài ba thì cũng không thể bước vào hàng ngũ những người giàu có thông qua tránh thuế. Thay vào đó, người quản lý hãy suy nghĩ cặn kẽ hơn về sách lược quản lý để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp. 16. Đồng tiền không có họ tên, cũng chẳng có lý lịch. Quan điểm này giúp doanh nhân Do Thái loại bỏ được rất nhiều rào cản luân lý đạo đức và tình cảm khi kinh doanh. Nhờ đó họ có tầm nhìn rộng hơn và linh hoạt xử lý mọi vấn đề. Đồng tiền không phân sang hèn, cao thấp. Người Do Thái cho rằng tiền là tiêu chí thể hiện giá trị của cải vật chất, bản thân nó không tồn tại vấn đề sang hèn, cao thấp. Người Do Thái không hề cho rằng kéo xe ba bánh, vác bao tải là thấp hèn, còn làm chủ giám đốc là cao quý. Với họ, tiền ở trong túi ai cũng đều là tiền. Do đó khi kiếm tiền, người Do Thái không cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp mình đang làm có thu nhập thấp. Không ít người Do Thái đạt được thành công từ những công việc bị người ta cho là thấp hèn. Tỷ phú Do Thái Hadron lúc ban đầu chỉ là một người gác cửa. Năm 1872, Hadron 24 tuổi đến Thượng Hải, Trung Quốc mưu sinh.
nghĩ mình vừa không có vốn lại vừa không có kiến thức chuyên ngành, nên ông đến một hiệu buôn xin công việc gác cửa với suy nghĩ lấy công việc này làm khởi điểm, tích lũy kinh nghiệm rồi tìm con đường khác kiếm được nhiều tiền hơn. Giữ cửa vốn là một công việc không thể làm giàu, nhưng với Hadron thì lại khác. Làm được vài ngày, ông đã hiểu rõ hiệu buôn này. Những người đến đây phần lớn đều buôn bán hàng lậu như thuốc phiện. Vì thế ông nảy ra một ý. Trước kia, những người đến giao dịch chỉ cần chào hỏi người gác cửa là có thể đi vào. Nay Hadron đã thay đổi cách làm việc. Ông đặt một cuốn sổ đăng ký ở cửa. Khách đến đều phải đăng ký trước rồi mới được vào theo thứ tự. Việc này khiến những nhà buôn thuốc phiện sốt ruột vì họ nóng lòng trút bỏ món hàng lậu. Một số thương nhân nhanh trí đoán được dụng ý của Hadron, bèn lấy ra một đồng, nhẹ nhàng dúi vào tai Hadron, nài nỉ: "Tôi có việc gấp, chú linh động giúp cho." Hadron liền chạy vào trong rồi đi ra bảo: "Xin mời vào." Dần dà, những thương nhân khác cũng thấy được mách này, bèn dúi cho ông một đồng khi đăng ký. Ai buôn lớn thì cho hai đồng để được vào trước. Như thế, Hadron không chỉ mỗi ngày kiếm thêm được 20-30 đồng mà còn tạo cho ông chủ ấn tượng tốt mình là một người thông minh giỏi giang. Bởi vì sau khi Hadron làm gác cửa, khách thường trật tự hơn và hầu như các mối làm ăn lớn đều được xếp lên đầu. Người quản lý biết đầu đuôi sự việc, hết lời khen ngợi Hadron. Như thế, Hadron nhanh chóng được đề bạt lên chức vụ quản lý. Năm 1901, cho rằng thời cơ khởi nghiệp đã đến, Hadron bèn ra kinh doanh riêng. Ban đầu ông mở hiệu buôn. Khi số vốn tăng lên, ông chuyển sang buôn bán bất động sản và cho vay nặng lãi. Ngoài ra, ông còn đầu tư xây dựng nhà cho thuê, qua đó kiếm được lợi nhuận rất lớn. Ông dần trở thành triệu phú. Câu chuyện của Hadron cho thấy một điều: tiền không phân biệt sang hèn, không cần phải hổ thẹn về nghề mình đang làm, trái lại cần tích cực nỗ lực làm việc, tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Đồng đô la Mỹ rất đẹp, đồng rúp Nga cũng vậy. Giống như đồng tiền không có sang hèn, người Do Thái cũng không phân biệt đối tượng kiếm tiền. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, thương nhân Do Thái cư trú ở Thụy Sĩ, hoàn toàn không phân biệt phe địch phe ta giữa các nước tham chiến. Cứ kiếm được tiền thì ai cũng có thể trở thành đối tượng giao dịch của họ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô cũng không khiến người Do Thái phải chọn người Mỹ hay người Liên Xô. Trái lại, người Do Thái ở Mỹ và người Do Thái ở Liên Xô lại hợp tác với nhau, thực hiện rất nhiều giao dịch quốc tế. Với người Do Thái, người Mỹ, người Đức, người Pháp hay người Ý chẳng có gì khác nhau. Quốc tịch và chính trị chỉ nhắc nhở người ta phải áp dụng phương thức khác nhau mà thôi. Oppenheimer, người Do Thái được ví là nhà tư bản đỏ, chính là đại diện nổi bật cho quan niệm kinh doanh này. Năm đó, nhà nước Liên Xô vừa thành lập, rất nhiều người Âu Mỹ e ngại hợp tác với họ, nhưng Hammer lại can đảm tiến tới, kết quả phát tài lớn trên đất Liên Xô. Thành công khiến Hammer cũng cố thêm nhiều niềm tin cho ông. Ông nghĩ, sao mình không về nước liên kết với các doanh nghiệp khác giao dịch nhiều hơn với Liên Xô. Người đầu tiên ông tìm đến là Henry Ford. Xe hơi Ford từ lâu đã lừng danh thế giới. Người sáng lập hãng Henry Ford cũng là người theo phe chống Liên Xô có tiếng. Hammer nhờ người giới thiệu đến gặp Ford. Ford phủ đầu ông bằng ý kiến phản đối. Ford không phủ nhận việc bán xe hơi ở thị trường Liên Xô có thể giúp mình kiếm tiền. Nhưng ông nói, tôi quyết không chở một con ốc vít sang bên kẻ thù, trừ khi Liên Xô thay đổi chính phủ. Thái độ của Ford rất kiên quyết, nhưng Hammer không hề nản chí. Ông nói, nếu ông chờ đến khi Liên Xô thay đổi chính phủ mới đến đó làm ăn thì chẳng phải đã đánh mất một thị trường lớn trong thời gian dài sao? Hammer kể lại rành rọt cho Ford nghe những điều mình thấy
mình làm ở Liên Xô cũng như việc Lenin bật đèn xanh cho mình ra sao. Hemmer nói, chúng ta là dân làm ăn, chỉ nên lo việc làm ăn mà thôi. Ford dần nảy sinh hứng thú với những điều Hemmer nói. Cuối cùng Ford đồng ý để Hemmer làm đại lý độc quyền cho sản phẩm của mình ở Liên Xô. Sau đó, với tài xoay sở của Hemmer, hãng Ford còn được chính phủ Liên Xô cho xây dựng nhà máy, sản xuất xe hơi, máy kéo. Ford từ đó đạt được lợi nhuận khổng lồ. Hemmer tất nhiên cũng kiếm được không ít lợi ích. Người Do Thái kiếm tiền không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng. Tư tưởng này không chỉ giúp họ mở rộng tầm nhìn, mà còn mở rộng thị trường, tăng thêm cơ hội kiếm tiền. Kiếm tiền bằng cách cho vay. Vào thế kỷ 12, Aaron là một người Do Thái cho vay nổi tiếng ở Anh. Ông bắt đầu bằng việc làm thuê, rồi dùng chút tiền tích góp được buôn bán nhỏ. Do mở rộng làm ăn, cần xoay vòng vốn, ông buộc phải vay tiền ở tiền trang hoặc ngân hàng. Ông nhận thấy giá phải trả của việc đi vay nặng lãi thường gần bằng lợi nhuận kiếm được. Ông nghĩ mình vất vả làm ăn thực chất chỉ là làm thuê cho ngân hàng. Hơn nữa, rủi ro còn lớn hơn ngân hàng, chỉ bằng mình cũng làm nghề cho vay. Vì vậy, ông vừa duy trì việc buôn bán nhỏ, vừa trích một phần vốn cho những người cần tiền vay. Ngoài ra, ông còn dùng số tiền vay được với lãi suất khá thấp từ ngân hàng cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, qua đó ăn lợi nhuận chênh lệch. Những người sản xuất hoặc cá nhân cần dùng tiền gấp sẵn sàng vay với lãi suất 20% một tháng. Việc này rõ ràng là kiếm được nhiều tiền hơn so với đầu tư buôn bán. Aaron đã đi theo con đường kiếm tiền này và nhanh chóng trở nên giàu có. Sau đó Aaron thậm chí còn xem cả Hoàng gia Anh là đối tượng chủ yếu để cho vay. Quý tộc Anh, giáo hội cũng là những khách hàng chủ yếu của ông. Rất nhiều nhà thờ ở Anh được ông cho vay để xây dựng. Đến năm 1186, khi Aaron qua đời, tài sản của ông đã lên đến con số khổng lồ. Vàng bạc và châu báu có thể chất đầy tàu, hàng loạt nhà thờ, nhà ở. Ngoài ra còn có 15.000 bảng chưa thu hồi. Chưa nói đến giá trị của vàng, đồ trang sức và công trình kiến trúc. Chỉ riêng 15.000 bảng vào khoảng thời gian hơn 800 năm trước cũng là một khối tài sản vô cùng to lớn. Theo quan niệm người Do Thái, chỉ cần kiếm được tiền, ngoài những việc làm phạm pháp, vi phạm hợp đồng ra, những việc khác đều được ủng hộ. 17. Khế ước là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Dân tộc Do Thái là một dân tộc coi trọng khế ước. Họ cho rằng khế ước là giao ước với thần linh, nó thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Tuyệt đối tin vào khế ước là công lý đã được người Do Thái tuân thủ suốt hơn 4.000 năm nay. Tuân thủ và tín nhiệm khế ước. Người Do Thái luôn tuân thủ nghiêm ngặt khế ước. Đối với họ, khế ước một khi đã ký kết là có hiệu lực. Không chỉ tuân thủ, họ còn yêu cầu đối phương tuân thủ, không cho phép có sự mập mờ trong khế ước. Một ông chủ người Do Thái lập khế ước với người làm thuê, quy định mỗi tuần trả lương một lần, nhưng tiền công không được trả bằng tiền mặt, mà người làm thuê phải mua đồ ngang giá với tiền công ở cửa hàng gần đó. Sau đó, chủ cửa hàng sẽ đến chỗ ông chủ người Do Thái này quyết toán. Một tuần sau, người làm thuê tức giận đến trước mặt ông chủ nói, chủ cửa hàng đó nói không trả tiền mặt thì không được lấy đồ. Do đó, xin ông cứ trả tiền mặt cho tôi. Một lát sau, chủ cửa hàng lại đến quyết toán nói, người làm của ông đã lấy đồ, vui lòng trả tiền. Ông chủ nghe xong, chẳng hiểu thế nào, bèn tiến hành điều tra. Nhưng cả hai bên đều bảo vệ lập trường của mình, lại không thể chứng minh ai đang nói dối. Kết quả, ông chủ đành trả tiền cho cả hai bên, vì ông đã ký cam kết với cả hai. Còn chủ cửa hàng và người làm thuê kia thì không có quan hệ thuê mướn gì. Giống như ông chủ nêu trên, người Do Thái luôn tôn trọng khế ước và việc tin tưởng khế ước được truyền từ đời này sang đời khác. Cha của ông trùm dầu mỏ
Rockefeller từng bị nghi ngờ dính líu đến tội trộm ngựa nên phải ẩn náu bên ngoài trong thời gian dài, đến tối mới về nhà. Dù vậy, hai cha con luôn giữ mối quan hệ khế ước về thù lao lao động của Rockefeller. Mỗi lần cha về nhà, Rockefeller lại dở sổ ra quyết toán với cha. Trên những cuốn sổ đó ghi lại chi tiết Rockefeller đã làm bao nhiêu việc ở ngoài đồng, trồng khoai tây, ngô hay những thứ khác. Tất cả đều ghi lại rất rõ ràng. Sau đó người cha trả công cho con với giá 0,37 đô la mỗi giờ. Quan hệ khế ước này khiến ý thức về khế ước kinh doanh ăn sâu vào tâm khảm của Rockefeller. Người Do Thái tuân thủ khế ước cũng rất tin tưởng khế ước. Người Do Thái bẩm sinh đa nghi, nhưng một khi đã ký khế ước thì họ không lo lắng gì nữa, mà tin tưởng tuyệt đối. Họ cho rằng, có khế ước thì đối phương không thể vi phạm, cũng không thể tránh né. Một người Nhật đặt hàng giày da ở một tiệm giày da Ý, nhưng ông vẫn không yên tâm, lo sợ cửa hàng không thể làm theo yêu cầu của đơn đặt hàng, nên cứ nhìn ông chủ bằng ánh mắt hoài nghi. Chủ cửa hàng là người Ý gốc Do Thái. Đọc được suy nghĩ của người Nhật, ông thẳng thắn nói: người Nhật các ông đi giày mới được hơn 200 năm, còn người Ý chúng tôi đã đi được hơn 2.000 năm. Nếu ông không yên dạ, xin mời đến cửa hàng khác. Người Do Thái là như vậy, với họ đã ký khế ước thì đương nhiên phải tuân thủ, không cần hoài nghi. Nếu đối phương thực sự vi phạm khế ước thì cũng không cần lo lắng, vì có khế ước, ai vi phạm sẽ phải bồi thường. Kẻ thất tín sẽ bị trừng phạt. Một thương nhân người Nhật từng hợp tác với người Do Thái khuyến cáo: đừng bao giờ thất tín hoặc hủy khế ước đối với người Do Thái, nếu không sẽ vĩnh viễn mất cơ hội làm ăn với họ. Người Do Thái rất ghét những kẻ vi phạm khế ước. Họ nhất định sẽ chi cứu trách nhiệm một cách gắt gao, đòi bồi thường thiệt hại. Những người Do Thái không thực hiện khế ước sẽ bị phỉ nhổ, cắt đứt quan hệ và gạt ra khỏi giới kinh doanh Do Thái. Trong kinh Talmud có một câu chuyện tỏ rõ thái độ của người Do Thái đối với việc vi phạm khế ước. Ngày xưa có một nhà nọ đi du lịch. Trên đường đi, người con gái tách khỏi đoàn đi bộ một mình. Rồi cô đến bên cái giếng. Cô chợt thấy khát nước, không có thứ gì khác để múc nước. Cô đành trèo xuống giếng uống nước. Uống xong thì không sao lên được. Lúc đó có một nam thanh niên đi ngang qua, nghe có tiếng kêu cứu, bèn cứu cô gái lên. Để trả ơn cứu mạng, cô gái tự nguyện đính hôn với chàng trai. Hai người đính ước, nhưng không tìm được người nào chứng hôn. Lúc ấy họ nhìn thấy một con chồn, thế là con chồn và giếng nước trở thành vật chứng hôn của họ. Rồi hai người chia tay nhau. Mấy năm sau, cô gái vẫn một lòng chờ đợi vị hôn phu của mình trở lại. Nhưng con người ấy đã quên hôn ước từ lâu. Anh ta đã lấy vợ và sinh được hai đứa con. Một hôm, một đứa đi chơi bị một con chồn cắn chết. Đứa còn lại ra giếng chơi thì bị rơi xuống giếng chết đuối. Lúc này, người đàn ông mới sực nhớ lại hôn ước giữa mình với cô gái được con chồn và cái giếng làm chứng. Muốn có được sự tín nhiệm của người Do Thái, điều quan trọng nhất là trong mọi trường hợp đều phải tuân thủ khế ước. Tư tưởng khế ước bảo vệ kẻ yếu. Quan niệm khế ước của dân tộc Do Thái khá đặc biệt. Tư tưởng cơ bản của nó là bảo vệ quyền lợi của kẻ yếu. Nó được thể hiện rõ trong đời sống thực tế. Khi kết hôn, chú rể phải trao cho cô dâu một bản khế ước hôn nhân. Trên đó ghi rõ số tiền kết hôn, nghĩa vụ nuôi dưỡng của hai bên, số tiền bồi thường mà người chồng phải trả khi ly hôn và tài sản thừa kế mà người vợ nhận được khi ở quá. Trên khế ước còn phải có chữ ký của chú rể và người làm chứng mới có hiệu lực. Tư tưởng khế ước bảo vệ kẻ yếu còn được thể hiện ở việc thuê mướn lao động. Khi thuê người làm, nếu muốn họ làm việc chăm chỉ sớm đi tối về, thì phải xem nơi đó có tập tục sớm đi tối về hay không.
Nếu không thì hành vi đó sẽ bị coi là cưỡng bức người làm công, làm việc quá sức và bị cấm. Nếu địa phương có tập quán bao cơm thì phải cung cấp thêm bữa ăn cho người làm thuê, ngoài tiền lương. Hơn nữa, bữa ăn phải có chất lượng. Về điều kiện thuê mướn lao động, nếu người được thuê là người thanh niên, thì chủ nhân phải cho họ biết rõ. Nếu chỉ làm việc ban ngày mà đến chiều tối vẫn chưa nhận được tiền công, thì đến tối có thể yêu cầu chủ thuê trả tiền. Nếu làm buổi tối, nếu công việc đã kết thúc, thì có thể yêu cầu trả tiền công vào sáng sớm hôm sau. Trong trường hợp thuê theo tuần, theo tháng và theo năm, cũng áp dụng tương tự. Giáo pháp Do Thái yêu cầu không được giữ tiền thù lao phải trả đến sáng ngày hôm sau. Tất cả những điều nêu trên đều thể hiện rõ tư tưởng khế ước bảo vệ kẻ yếu của dân tộc Do Thái. 18. Thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc. Khế ước theo ý nghĩa hiện đại được gọi là hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại, là văn bản quy định trách nhiệm phải thực hiện trong thời hạn nhất định nhằm bảo vệ lợi ích của các bên. Hợp đồng hợp pháp được pháp luật bảo hộ. Một thương nhân người Nhật ký hợp đồng mua bán 10 tấn trứng cá muối với một thương nhân Do Thái, yêu cầu mỗi thùng 50 hộp, mỗi hộp 200 gram. Sau khi hàng đến cảng, thương nhân Do Thái phát hiện số hộp được vận chuyển đến là 12,5 tấn. Thì ra thương nhân Nhật đã giao nhầm hàng, mỗi thùng 50 hộp, nhưng mỗi hộp đến 250 gram. Thương nhân Do Thái thấy vậy, liền từ chối nhận hàng, đồng thời đòi bồi thường với lý do vi phạm hợp đồng. Thương nhân Nhật đề xuất tặng lại phần dư ra, nhưng thương nhân Do Thái vẫn không đồng ý. Như thế, theo luật thương mại quốc tế, phía Nhật phải bồi thường 1 triệu đô la Mỹ, còn hàng thì mang về xử lý. Có lẽ người khác sẽ cho rằng thương nhân Do Thái thiếu tình người. Sự thật không phải như vậy. Việc họ từ chối nhận hàng không đúng với hợp đồng là có lý do. Qua đó chúng ta thấy được thái độ nghiêm túc gần như đến mức cố chấp của người Do Thái đối với hợp đồng. Thái độ này của người Do Thái cũng là bí quyết giúp họ thành công trong kinh doanh. Thực hiện hợp đồng bằng mọi giá. Trong đàm phán thương mại, người Do Thái tìm mọi cách mặc cả, tranh thủ từng đồng lợi nhuận. Nhưng một khi đã ký hợp đồng thì luôn nghiêm túc chịu trách nhiệm, dù lỗ vốn cũng phải bảo vệ lợi ích của đối phương. Trong đời sống thực tế, họ cũng làm như vậy. Hãng dầu mỏ Mobil đặt mua của Yorfer 30.000 bộ dao và nĩa ăn. Thời hạn giao hàng là ngày 1 tháng 9, địa điểm ở Chicago. Yorfer không dám chậm trễ, lập tức yêu cầu nhà sản xuất nhanh chóng sản xuất đơn hàng cho ông. Không ngờ, nhà sản xuất lừng khừng, mãi không thể giao hàng đúng hẹn. Yorfer rất tức giận, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ biết hy vọng đối phương làm nhanh hơn. Ông nhiều lần gọi điện hối thúc, nhưng đối phương thủng thẳng đáp, chỉ chậm một chút thôi, ông đâu cần phải tức giận như thế. Thời gian không còn kịp nữa, là người Do Thái, Yorfer rất tôn trọng hợp đồng, muốn giao hàng đúng thời hạn quy định. Cách duy nhất là vận chuyển số hàng này bằng đường hàng không. Không còn cách nào khác, ông đành cắn răng, chất dao nĩa lên máy bay, đúng ngày 1 tháng 9 đến địa điểm giao hàng tại Chicago. Lần này Yorfer giao hàng đúng hẹn hợp đồng, nhưng phải trả giá nặng nề, chi thêm 60.000 đô la Mỹ. Người của hãng dầu mỏ Mobil biết chuyện, chỉ nói một câu, giao hàng đúng hẹn, tốt lắm. Thậm chí số tiền thuê máy bay đắt đỏ kia, họ cũng không thèm hỏi đến. Bạn của Yorfer ngạc nhiên nói, anh điên hay sao, bỏ thêm 60.000 đô la chỉ vì 30.000 bộ dao nĩa vớ vẩn ấy. Yorfer nghiêm túc đáp, người Do Thái chúng tôi là như vậy, là người làm ăn bất kể vì lý do gì. Anh cũng phải giao hàng đúng hẹn hợp đồng, đây là nguyên tắc. Thế nhưng, sau đó mọi người trong giới kinh doanh đều biết chuyện người Do Thái nghiêm túc tuân thủ hợp đồng. Rất nhiều thương nhân đã hợp tác làm ăn với Yorfer. Đơn đặt hàng, tới tấp bay đến, bàn làm việc của ông.
Joffre đã trả một cái giá không nhỏ để thực hiện hợp đồng, nhưng đồng thời việc đó cũng mang lại cho ông danh tiếng tốt và nhiều cơ hội kiếm tiền. Ứng xử khôn khéo với người vi phạm hợp đồng. Trong một công ty do người Do Thái làm chủ, có một nhân viên lấy trộm của công rồi bỏ trốn. Chủ tịch hội đồng quản trị biết chuyện, rất tức giận, yêu cầu báo cảnh sát. Một viên quản lý cấp cao trong công ty vội đi tìm Rabbi trong cộng đồng Do Thái để bàn bạc. Rabbi nghe xong bảo, tốt nhất hãy tra rõ xem có thật anh ta ăn cắp của công rồi bỏ trốn hay không. Nếu đúng thì đi báo cảnh sát, anh ta sẽ bị khởi tố và bắt giam. Nhưng đây không phải là cách làm của người Do Thái. Rabbi kiến nghị, thay vì báo cảnh sát bắt nhốt người ăn cắp, hãy tìm anh ta đòi tiền lại. Kết quả công ty đã tìm được người ăn cắp tiền, họ dẫn anh ta đến chỗ Rabbi. Rabbi làm theo luật pháp Do Thái, yêu cầu anh ta đền tiền, nhưng anh ta đã không còn đồng nào, xin công ty cho làm việc trở lại rồi trừ dần vào lương. Cuối cùng, Rabbi phán quyết cho người nhân viên này tiếp tục làm việc ở công ty, đương nhiên sẽ không còn cơ hội ăn cắp tiền. Trừ dần lương trả nợ cho công ty, đồng thời phải nộp phạt, tiền phạt thì giao cho Rabbi làm quỹ từ thiện. Trong một vụ làm ăn giữa người Ấn Độ và người Do Thái, cuối cùng người Ấn Độ không thực hiện được hợp đồng. Biết người Do Thái rất coi trọng việc tuân thủ hợp đồng, thế nên người Ấn Độ thấp thỏm đến gặp người Do Thái, cẩn trọng trình bày đủ mọi lý do nhằm nói rõ nguyên nhân không thể thực hiện hợp đồng. Ông ta còn nghĩ đối phương hẳn rất tức giận, nhưng người Do Thái chỉ nghe qua vài câu rồi ngắt lời ông, nhẹ nhàng bảo, ồ, anh đã vi phạm hợp đồng giữa chúng ta, theo thỏa thuận anh phải đền bù thiệt hại cho tôi. Thiệt hại này tính toán như sao? Người Ấn Độ nghe xong, rất lấy làm lạ. Người Do Thái không hề giận dữ. Thương nhân Do Thái là như vậy, họ biết sự việc đã xảy ra, có tức giận trách móc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhanh chóng bù đắp thiệt hại của mình mới là điều quan trọng nhất. 19. Làm ăn trung thực. Tôn chỉ kinh doanh của người Do Thái là mất chữ tín là rỗng túi tiền. Người Do Thái cho rằng giữ chữ tín là việc làm thiện lớn nhất của thương nhân. Kinh Talmud có viết, một người chết đi trước khi được lên thiên đàng, Thượng Đế sẽ hỏi, lúc còn sống người có buôn bán trung thực không? Nếu có lừa dối thì sẽ bị đày vào địa ngục. Kinh Talmud còn chép lại rất nhiều trường hợp thực tế về việc buôn bán trung thực. Trong đó có một trường hợp như sau. Một lần, Rabbi Shimon mua một con lừa của người Ishmaelito. Sau đó, môn đồ của ông phát hiện cổ con lừa có đeo một viên đá quý. Các môn đồ nói với Rabbi Shimon, thưa ngài, sự phù hộ của Thiên Chúa giúp người ta giàu có. Rabbi Shimon đáp, ta mua một con lừa chứ ta không mua một viên đá quý. Thế rồi Rabbi trả lại viên đá quý này cho người Ishmaelito. Người lái buôn vô cùng cảm kích. Đảm bảo sự công bằng trong giao dịch, Rabbi Work là người chấp pháp rất nghiêm minh, một quan tòa thanh liêm. Một hôm, vợ ông nói cô hầu của bà ăn trộm một thứ rất quý giá. Cô hầu đó là một cô nhi, hai mắt lương trọng phủ nhận. Chúng ta ra pháp đình của Rabbi giải quyết. Bà chủ rất tức giận. Thấy vợ chuẩn bị ra pháp đình, Rabbi Hur liền khoác áo lên. Ông làm gì vậy? Vợ ông lấy làm lạ nói, với địa vị của ông, đi với tôi đến pháp đình sẽ mất tôn nghiêm. Tôi có thể tự biện hộ cho mình. Tôi biết bà làm được, Rabbi đáp. Nhưng ai sẽ bào chữa cho cô hầu của bà, đứa cô nhi đáng thương này? Tôi phải thấy được sự công bằng đối với nó. Thật ra, không phải chỉ quan tòa Do Thái mới nêu cao tư tưởng công bằng. Ở mọi phương diện trong cuộc sống, người Do Thái đều kiên trì với nguyên tắc này. Về phương diện kinh doanh thì càng là như vậy. Người Do Thái không bao giờ buôn bán gian lận, càng không có tư tưởng chỉ cần một người mắc lừa, mình sẽ phát tài.
Kinh Talmud viết, các ngươi không được làm điều bất nghĩa, phải dùng cán cân công bằng, quả cân công bằng, thăng đấu công bằng. Kinh Talmud còn quy định chi tiết về việc giao dịch. Không được có hai quả cân và đồ đông một lớn một nhỏ. Nhà bán sỉ cứ 30 ngày phải rửa sạch đồ đông một lần. Nhà sản xuất nhỏ cứ 12 ngày phải rửa sạch một lần. Nhà sản xuất nhỏ phải thường xuyên rửa sạch quả cân. Ngoài ra, chủ cửa hàng mỗi tuần phải rửa sạch đồ đông một lần. Mỗi tuần đều lau quả cân một lần. Mỗi lần cân xong phải lau sạch cán cân. Trong đời sống của người Do Thái, những tư tưởng này từ lâu đã được xác định và hình thành văn bản, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế thương mại của cả dân tộc Do Thái. Cấm quảng cáo lừa bịp. Chú trọng quảng cáo là nguyên tắc kinh doanh mà không thương nhân nào không biết. Tuy nhiên, Kinh Talmud nghiêm cấm các phương thức quảng bá hoặc tiếp thị có tính chất lừa dối. Thí dụ, cấm dùng phẩm màu để trang trí người, đồ vật và đồ dùng, vì như vậy sẽ khiến chúng trông đẹp mắt hơn. Cấm làm cứng lông động vật, vì như thế sẽ khiến chúng trông to lớn hơn. Không được bơm hơi vào bụng động vật, thịt của nó cũng không được ngâm nước. Pháp luật Do Thái cấm quảng cáo, nhưng thực chất chỉ là cấm quảng cáo lừa bịp, không phản đối những quảng cáo đúng với thực tế. Có một người phụ nữ bán táo nghèo, sạp của bà ở gần nhà một rabbi. Một hôm, bà than thở với rabbi: "Thưa rabbi, con không có tiền mua đồ dùng cần thiết cho ngày Sa-bát. Sạp táo của chị buôn bán thế nào? Người ta bảo táo của con không ngon, họ cũng không chịu mua." Rabbi bèn chạy ra đường rao to: "Ai muốn mua táo ngon?" Một lát sau, một nhóm người đến bên ông và số táo được bán hết với giá cao gấp 2-3 lần giá thực tế. "Bây giờ chị hiểu rồi chứ?" Rabbi bảo người phụ nữ: "Táo của chị là táo ngon, mọi sai lầm đều là vì người ta không biết điều này." Không hài lòng có thể trả hàng. Trong lĩnh vực kinh doanh, người đầu tiên đề xuất sách lược không hài lòng có thể trả hàng là Julius Rosenberg, một người Do Thái. Doanh nghiệp lớn thực hiện chữ tín cao nhất không hài lòng có thể trả hàng đầu tiên là công ty bán lẻ Sears, Roberts and Company, là doanh nhân Do Thái này tham gia quản lý. Quy định không hài lòng có thể trả hàng được công ty này đưa ra vào đầu thế kỷ 20. Quả thật, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi nghĩa vụ mà các hợp đồng bình thường quy định. Rosenberg cũng lấy hàng tốt giá rẻ làm tôn chỉ kinh doanh của mình. Hàng hóa mà công ty kinh doanh phần lớn là tự sản xuất, do đó giá thành có thể hạ mà chất lượng cũng được đảm bảo. Nhưng tuyệt chiêu thật sự giúp công ty Sears, Roberts and Company thành công là không hài lòng có thể trả hàng. Với chiến lý kinh doanh tiến bộ này, việc kinh doanh của công ty Sears, Roberts and Company rất tốt, đem lại lợi nhuận rất lớn. Rosenberg ban đầu đầu tư 37.5 đô la. 30 năm sau, tài sản của ông đã lên đến 150 triệu đô la. Catalog hàng hóa của công ty này đã phát hành đến 40 triệu cuốn trước khi Rosenberg qua đời. Hầu như mọi gia đình ở Mỹ đều đã từng nhìn thấy chúng. 20. Chú trọng kiếm tiền hơn tích góp. Người Do Thái có một câu cửa miệng: Thượng Đế ban tiền cho chúng ta như một món quà là để chúng ta mua niềm vui trên thế gian này, chứ không phải dành dụm để trả cho người. Người Do Thái phản đối việc giảm mức sống để mong được giàu có, cho rằng dành dụm số tiền ít ỏi không thể trở nên giàu có nghĩa là họ coi trọng tiền đẻ ra tiền chứ không phải tích góp tiền. Tích góp không thể trở nên giàu có. Một anh chàng Do Thái tên là Ken đứng trước cửa hàng bách hóa, mắt nhìn chằm chằm vào các món hàng. Bên cạnh anh là một quý ông Do Thái ăn mặc rất sang trọng đang hút xì gà. Ken cung kính nói với quý ông đó: "Xì gà của ngài thơm quá, hẳn là không rẻ. 2 đô một điếu đấy." "Lạy chúa,
Một ngày ngài hút mấy điếu? 10 điếu. Chúa ơi, ngài hút bao lâu rồi? Hút từ 40 năm trước kia. Dì cơ, ngài tính kỹ xem, nếu không hút thì số tiền đó đủ để mua cửa hàng bách hóa này đấy. Anh bạn ạ, cửa hàng bách hóa này chính là của tôi đấy. Tư tưởng mà câu chuyện này muốn truyền đạt là người Do Thái coi trọng việc kiếm tiền chứ không phải là tích góp. Đây cũng là quan niệm kinh doanh của người Do Thái. Để giàu có nhanh chóng hơn, cách làm thông thường của người Do Thái là tập trung vào việc làm cho tiền đẻ ra tiền. Thí dụ, đầu tư vào ngành tài chính và các ngành thu hồi vốn nhanh khác. Tỷ lệ người Do Thái làm trong các ngành tài chính kim hoàn rất cao. Áp dụng sách lược bán hàng, lời nhiều bán ít. Tìm hiểu tư duy của người giàu, chú ý xu thế thịnh hành của người giàu. Tập trung vào những khách hàng có đóng góp lớn. Đầu tư vốn vào những dự án có thể mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, việc người Do Thái không tán thành tích góp từng đồng không có nghĩa là họ không tính toán kỹ lưỡng trong hoạt động kinh doanh. Đối với người Do Thái, để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, họ thường tiết kiệm những khoản chi phí không cần thiết. Không tán thành sự tằng tiện. Ở thị trấn nọ, có một người giàu có háo sắc qua đời. Cả thị trấn đều đến viếng. Ngày hôm sau, một người giàu khác trên thị trấn cũng qua đời. Ông ta rất sùng đạo, cả ngày học pháp điển, hơn nữa cả đời tiết kiệm cấm dục, chỉ ăn bánh mì khô và củ cải, có thể coi là thánh nhân. Nhưng khi ông ta chết, ngoài người nhà ra, chẳng ai đến viếng. Lúc này, một người lạ đến thị trấn lấy làm lạ bèn hỏi: "Xin hãy giải thích điều lạ lùng ở thị trấn này. Tại sao mọi người lại yêu mến một kẻ vô sĩ và coi thường một bậc thánh nhân?" Một cư dân trong thị trấn đáp: "Người giàu được mai táng hôm qua tuy là một kẻ háo sắc và nghiện rượu, nhưng lại là người hào phóng nhất trong thị trấn. Mỗi người trong thị trấn đều nhận được lợi ích từ ông ta. Ông ta mua rượu của người này, mua gà của người kia, tiêu xài rất mạnh tay. Bởi vậy mỗi người chúng tôi đều đến viếng ông ta. Còn người giàu là thánh nhân, cả ngày chỉ ăn bánh mì với củ cải. Chẳng ai có thể kiếm được một xu từ ông ta. Tin tôi đi, chẳng ai thương xót ông ta đâu." Câu chuyện này cho chúng ta biết, người Do Thái phản đối sự tằn tiện. Họ cho rằng nếu có tiền mà lại giữ chặt trong hầu bao thì đó là điều ngu xuẩn. Kinh Talmud viết, khi người giàu không có cơ hội tiêu tiền, anh ta sẽ tự cho mình là một người nghèo. Để hưởng thụ, người Do Thái cũng mua những thứ mình thích và sẵn sàng trả giá cho những thứ đắt đỏ. Người Do Thái cũng thích tiêu tiền cho việc ăn uống. Trong cộng đồng người Do Thái, những người mỗi ngày hút 10 điếu xì gà có giá 2 đô la không phải là hiếm thấy. Nếu có người hỏi người Do Thái mục đích của cuộc sống là gì, người Do Thái nhất định sẽ trả lời: mục đích của cuộc sống là thức ăn ngon miệng. Nếu bạn lại hỏi tiếp, vậy tại sao ta lại làm việc? Con người làm việc để ăn. Người Do Thái coi ăn là mục đích của cuộc sống. Trong 3 bữa ăn thì bữa tối được chú trọng nhất. Họ tiêu số tiền mà họ vắt óc suy nghĩ cho bữa tối thịnh soạn, qua đó tận hưởng niềm vui cuộc sống. Bữa tối của người Do Thái thường mất từ 2 giờ trở lên. Ở những thành phố lớn như New York, vào bữa tối người ta thường thấy trong các nhà hàng Trung Quốc và nhà hàng Ý sang trọng, có những người Do Thái ăn vận rất lịch thiệp, cùng người nhà và bạn bè vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa trò chuyện thân mật. 21. Rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận lớn. Trong lịch sử kinh doanh của người Do Thái, có rất nhiều thương nhân mạo hiểm, chẳng hạn như Armand Hammer, nhà tư bản phương Tây đầu tiên sang Liên Xô làm ăn, Rockefeller, ông trùm dầu mỏ trong thời kỳ nội chiến Hoa Kỳ, Morgan, nhà tài chính điều khiển hướng đi của phố Wall, Levi Strauss, người phát minh ra quần jean. Tất cả họ đều hết sức mạo hiểm. Đó là chưa kể đến các nhà đầu tư có tiếng trên thị trường chứng khoán đầy bất trắc. Vậy tại sao họ lại dám mạo hiểm đầu tư như thế?
rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận lớn. Nguyên lý kinh doanh cho họ biết, rủi ro càng lớn thì lợi nhuận thu được càng cao. Trong thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq, bán bảo hiểm một tuần cho một chiếc tàu chở dầu trị giá 40 triệu đô la đến Vịnh Ba Tư có thể kiếm được 4 triệu đô la tiền bảo hiểm. Điều này cho thấy rõ mối quan hệ giữa rủi ro và lợi ích. Như trên đã đề cập, người Do Thái sở dĩ có thể tạo nên những kỳ tích đáng kinh ngạc là nhờ vào tinh thần mạo hiểm. Vì rủi ro cao nên thường đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Những công ty dám mạo hiểm thường thu về lợi nhuận khổng lồ. Hãng bảo hiểm Lloyd chính là một trong số đó. Vào thập niên 80 của thế kỷ 17, điều kiện hàng hải vô cùng lạc hậu. Người ta hiểu biết rất ít về trái đất và đại dương. Do tàu biển ít, rất khó chống chọi gió bão lớn, cướp biển lại luôn rình rập, nên tàu biển thường gặp tai nạn. Edward Lloyd, chủ một cửa hàng cà phê, nghe nói người Lengorbagi có bảo hiểm đường biển vì cướp biển hoành hành, bèn quyết định thành lập công ty bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm vận chuyển đường biển. Sau khi thành lập, công ty bảo hiểm của Lloyd áp dụng phương thức trực tiếp đàm phán nghiệp vụ bảo hiểm, tạo mối quan hệ tín nhiệm lẫn nhau giữa công ty bảo hiểm với đơn vị được bảo hiểm. Việc kinh doanh của công ty rất phát triển. Tuy nhiên, bảo hiểm là một nghiệp vụ đầy rủi ro. Sau khi thành lập, công ty Lloyd không ngừng gặp nhiều thử thách. Năm 1906, trận động đất lớn ở San Francisco gây ra hỏa hoạn lớn, khiến công ty Lloyd phải chi trả 100 triệu đô la Mỹ tiền bảo hiểm. Năm 1912, chiếc tàu chở khách Titanic của Anh va vào băng, bị chìm ở Bắc Đại Tây Dương, gần 2.000 người tử vong. Công ty Lloyd lại chi trả 3.5 triệu đô la tiền đền bù. Năm 1937, chiếc khí cầu LG-129 Hindenburg của Đức bị nổ. Công ty Lloyd lại chi trả gần 10 triệu đô la tiền đền bù. Mấy vụ đền bù lớn chưa từng có này khiến công ty Lloyd bị thiệt hại lớn. Nhưng toàn thể nhân viên của Lloyd không hề nản chí. Họ luôn tin rằng rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể nhân viên, công việc kinh doanh của Lloyd ngày một phát triển lớn mạnh, doanh thu hàng năm đạt 267 tỷ đô la, lợi nhuận lên đến 6 tỷ đô la. Trong nghiệp vụ bảo hiểm của Lloyd, không gì không thể bảo hiểm, lớn đến vệ tinh thông tin, nhỏ đến một bộ phận nào đó của cơ thể con người. Thí dụ ngôi sao điện ảnh Marlene Dietrich đã mua bảo hiểm 1 triệu bảng Anh cho khuôn mặt và đôi chân của mình. Đơn vị bảo hiểm nhận lời ngay. Một diễn viên Mỹ mua bảo hiểm cho sức khỏe của mình cũng được chấp nhận. Với tinh thần không sợ rủi ro, hãng bảo hiểm Lloyd có lịch sử 300 năm đã đạt được lợi nhuận to lớn, cuối cùng trở thành công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới. Mạo hiểm cần có lòng can đảm và tầm nhìn xa. Chỉ có tinh thần mạo hiểm thì chưa đủ. Muốn mạo hiểm thành công, cần có lòng can đảm và tầm nhìn xa. Armand Hammer chính là đại diện cho thương nhân Do Thái có lòng can đảm và tầm nhìn xa đáng kinh ngạc. Vào thập niên 50 của thế kỷ 20, ngành dầu mỏ cạnh tranh khốc liệt. Hammer khi đó đã 58 tuổi, mua lại công ty dầu mỏ Occidental Petroleum, bắt đầu kinh doanh dầu mỏ. Mới bước vào lĩnh vực mới, rõ ràng Hammer phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Vấn đề đầu tiên gặp phải là nguồn dầu. Bang Texas chiếm 38% tổng sản lượng dầu mỏ Mỹ năm 1960, đã bị mấy công ty dầu mỏ lớn lũng đoạn. Ả Rập Saudi là lãnh địa của công ty dầu mỏ Exxon. Hammer gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1960, khi đã tiêu tốn 10 triệu đô la vào quỹ thăm dò mà vẫn không có kết quả, Hammer một lần nữa mạo hiểm nghe theo kiến nghị của một nhà địa chất học trẻ tuổi, thuê hai mảnh đất bị công ty dầu mỏ Texaco bỏ hoang ở phía đông San Francisco. Tuy nhiên, trên hai mảnh đất thuê này, ba giếng dầu đầu tiên tiêu tốn hết 5 triệu đô la.
đều là những giếng khô, không một giọt dầu. Hầu như mọi cổ đông đều tuyệt vọng. Mọi người đều cho rằng vụ đầu tư của Hemmer đã thất bại hoàn toàn. Có người thậm chí còn gọi đây là việc làm ngu ngốc của Hemmer. Nhưng bằng trực giác, Hemmer cảm thấy hai mảnh đất này nhất định có dầu. Dưới áp lực vô cùng lớn, ông vẫn không bỏ cuộc. Mấy tuần sau, giếng dầu thứ nhất đã cho dầu. 8 giếng dầu khác sau đó cũng cho dầu, hơn nữa là dầu thô cao cấp. Song song đó, trên một mảnh đất khác, họ cũng khoan được giếng dầu phun tự động có sản lượng lên đến 7 triệu thùng một ngày, giếng dầu lớn nhất ở Libya. Tiếp đó, Hemmer lại đầu tư 150 triệu đô la cho xây sửa một đường ống dẫn dầu sản lượng 1 triệu thùng trên ngày. Mà khi đó, giá trị tài sản ròng của hãng Occidental Petroleum chỉ có 48 triệu đô la. Đủ thấy mức độ táo bạo của Hemmer. Sau đó, Hemmer lại mạnh dạn thôn tính mấy công ty lớn. Occidental Petroleum trở thành công ty dầu mỏ lớn thứ 8 trên thế giới. Rõ ràng là mạo hiểm mang lại lợi nhuận rất lớn cho thương nhân. Thế nhưng mạo hiểm không có nghĩa là kích động mù quáng, mà cần cân nhắc lợi hại, nắm bắt thời cơ trước rủi ro. Sự táo bạo và tầm nhìn xa là yếu tố không thể thiếu. Thiếu sự táo bạo sẽ e dè trước rủi ro, bỏ lỡ cơ hội tốt. Thiếu tầm nhìn xa sẽ dẫn đến thiếu niềm tin, hành động sai lầm, bỏ cuộc giữa chừng. Tóm lại, mạo hiểm bao gồm cả táo bạo và cẩn trọng. Mạo hiểm thành công nhờ biết nắm bắt thời cơ. Trong kinh Talmud có câu: có ba thứ không được sử dụng quá nhiều, đó là men làm bánh mì, muối và do dự. Khi cần quyết đoán hoặc hành động thì không được do dự. Do dự thường khiến chúng ta đánh mất thời cơ. Không thể phủ nhận rằng so với các dân tộc khác, người Do Thái có khả năng quan sát nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác hơn. Họ giỏi nắm bắt thời cơ để tạo nên những kỳ tích. Từ năm 1929, trong khi thị trường chứng khoán phát triển mạnh, người người đua nhau đầu tư cổ phiếu, thì Hitchhorn, một người môi giới chứng khoán, đã có chút danh tiếng. Nhạy bén nhận ra đây là dấu hiệu cho thấy cơn phong ba sắp ập đến. Tháng 8 năm 1929, trong khi người ta giành nhau mua cổ phiếu, thì Hitchhorn quyết định bán hết số cổ phiếu có trong tay. Tháng 10, cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra, giá cổ phiếu rớt thê thảm. Chỉ hơn 2 tháng, ông đã kiếm được 4 triệu đô la. Tuy nhiên, khi người ta bán tháo cổ phiếu thì ông lại âm thầm mua vào rất nhiều một cách có lựa chọn. 2 năm sau, kinh tế bắt đầu đi lên, giá cổ phiếu có xu hướng tăng trở lại. Ông bắt đầu bán ra, lại kiếm được 2 triệu đô la. Như thế, bằng khả năng phán đoán chính xác và sự táo bạo hơn người, cuộc khủng hoảng kinh tế khiến người khác gặp nguy cơ đã trở thành cơ hội tốt nhất để ông làm giàu. Tháng 2 năm 1933, khi sự suy thoái kinh tế của thị trường Âu Mỹ khiến các nhà đầu tư rụt rè, thì Hitchhorn đến Canada mở công ty chứng khoán Toronto. Tháng 4 cùng năm, ông nhận được 602.000 cổ phiếu niêm yết của một công ty vàng với giá 20 đô la mỗi cổ phiếu. 3 tháng sau, cổ phiếu này tăng giá 25 đô la mỗi cổ phiếu. Hitchhorn cho rằng giá cổ phiếu tăng quá nóng, chắc sẽ có xu thế rớt giá mạnh, bèn bán hết toàn bộ cổ phiếu của công ty này. Không ngoài dự liệu của ông, chỉ một tháng sau, giá cổ phiếu giảm chỉ còn 0.95 đô la mỗi cổ phiếu, còn ông đã kiếm được mấy triệu đô la. Mỗi lần thành công của Hitchhorn đều chứng thực một điều: mạo hiểm có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc nắm bắt thời cơ.